Xin chào mọi người, tôi là Lê Thị Phương Anh. Năm nay tôi U70. Tình cờ tôi lên mạng thì gặp cái trung tâm này, tôi thử lên xem coi như nào. Đầu tiên đập vào mắt tôi là một mảng màu xanh, ok lắm, đẹp lắm. Tại vì tuổi tôi đã lớn rồi, cho nên tôi nghĩ rằng mình chỉ có tập yoga thôi. Nhưng mà khi tôi vô, tôi được PT Ngô Phúc tập những cái gì mà theo cái bệnh của cô. Tôi tập một ngày gym, còn lại là tôi tập trung vô là tập yoga. Về cái tuổi tôi thì nó là yoga chính. Còn ở đây thì từ những cô tiếp tân cho đến PT hoặc là các bên huấn luyện viên yoga thì rất là tốt và rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ. Vô là thấy là chào, gật đầu, chào hỏi, rất là vui vẻ. Ngô Phúc rất là quan tâm, nói chung là chỉ cho từng ly từng tí một những cái gì sai, khớp gối như thế nào, cô đứng đi như thế nào, chỉ bảo rất là cặn kẽ và rất là nhiệt tình. Khi mà về thì là ăn uống như nào cho nó đúng với lại cái tập của mình, thì cho nó lên cơ hoặc là nó xuống mỡ hoặc là kia, thì nói chung là Ngô Phúc rất là tận tình. Thì trước đây thì là tôi bị rối loạn tiền đình, cũng như về xương khớp của tôi, về chân tôi đi rất là hay bị sụm xuống, mà nhất là cái rối loạn tiền đình của tôi cũng như là cái cổ lưng nó bị thoái hóa. Nhưng mà từ ngày mà tôi tập ở đây, nhất là cái gym này tôi khỏe ra đó, cái rối loạn tôi không còn này đó, rồi là cái chân của tôi á đi không có còn bị sụm xuống nữa, cái lưng và cái cổ của tôi nó cũng bớt rất là nhiều. Thì tôi tập cũng được 5 tháng, tôi xuống được 5,5 kg mỡ. Tôi năm nay tôi gần 70 nhưng mà tôi tập đây tôi thấy tôi trẻ ra và sự nhanh nhẹn của tôi đã có. Tôi tập ở đây đã được 5 tháng, sức khỏe tôi rất là cải thiện, không gian cũng rất là đẹp và các nhân viên ở đây rất là nhiệt tình, rất hòa đồng. Nên tôi là cảm ơn câu lạc bộ ở đây đã giúp cho tôi được cải thiện được sức khỏe của tôi.